Chào các bạn, chào anh trai chủ xe và chào anh trai chủ xe Sirius màu đỏ. Thì làm nghề nó sẽ có những cái mà trục trặc ngoài muốn, không ai muốn việc đó. Thì mình cùng nhau mình giải quyết. Và riêng Tây thì Tây chưa từ chối bất kỳ anh em nào, hoặc là chưa bao giờ phản bác ý kiến của mọi anh em. Nhưng mà có những cái kêu là mặc định á, anh em phải hiểu là như vậy. Giống như là siêu này đi, thì tại sao mình quay clip trắng này và tại sao mình nói tới clip đỏ? Thì cái vấn đề mà chảy xăng vô cho xe Sirius màu đỏ nha, nó sẽ thêm những vấn đề khác. Ví dụ ngoài đó đi, thì bữa rồi các bạn tưởng xong rồi đúng không? Không xong. Khi mà chủ xe nhận được xe lại, thực sự là chủ xe còn bực mình hơn gấp 1000 lần như vậy nữa. Thì tới lúc đó thì em cũng hết biết giải thích như thế nào. Bởi vì đây sẽ là một cái ví dụ điển hình. Sirius này thì là của anh Hiếu Long Khánh. Các bạn sẽ biết là Sirius này mình làm nó 2 lần rồi. Đó. Thì ảnh gửi xuống cho mình bằng thằng bưởi, nhưng mà khi gửi chắc chắn phải chạy các bạn. Gửi thằng bưởi, gửi con trang, giống như mình chỉ là hạn chế số việc đó thôi. Và tại sao mà có những người, các bạn thấy người ta thuê những xe bán tải hoặc là những cái xe khách đó để người ta chở riêng một mình xe người ta cho một chiếc xe. Đó là những người ta yêu xe, người ta kỹ xe, người ta không muốn xe của người ta chạy. Còn vụ xe này nè, anh Hiếu gửi xuống nè các bạn coi nè. Bẩn đồ là nó chạy hết, cái này là đỏ rồi nha. Rồi bên này nữa nè, chạy nấy hết là gửi thành bưởi. Mà nói các bạn, cái việc gửi thành bưởi, gửi Phương Trang, gửi Tô Châu hay gì ở đâu á, đừng nói là hay là không chạy, chẳng qua là hên không chạy thôi. Do khách mình tự gửi lên mình biết mà. Và bên đây là nặng nhất. Bên đây á, là nguyên miếng tim này nó rách hết luôn, nó chạy xước rách hết luôn. Là em đã sơn lại bên này, em sơn lại sau đây và em mua lại cái tem mới rồi đó các bạn. Chứ mấy bữa là cái ngày anh gửi xuống là nó lắc rách hết bên này. Rồi cái xe này bị cái gì nè mà gửi xuống. Em làm xe cho người ta 1 năm rồi đó. Mà giờ xe công số bắp rồi. Anh Hiếu đẩy bộ chết mẹ luôn. Còn như em nó không phải hơn, em chưa đẩy bộ á. Anh vui vẻ gửi xuống bình thường đâu tránh móc gì đâu. Nhưng mà tại sao mà công số bắp thực sự nó có nguyên nhân của nó. Cái đó là chỉ có anh là anh Hiếu biết. Mà hai anh em vẫn vui vẻ bình thường. Đó, chứ không phải là khi mà một vấn đề xảy ra em nói là em đặt niềm tin lên anh Tây, rồi anh Tây làm phải chỉnh chu cái này kia. Đúng là anh làm sẽ chỉnh chu, sẽ này kia, nhưng nó sẽ có những cái sự cố mà ngoại muốn mình không biết được. Ví dụ như khi bị thì mình làm thôi. Còn ví dụ nếu mà nói vấn đề mà gửi một chiếc xe vậy thì anh không phải là người chủ động đâu. Bởi vì anh em nào á mà có làm trong nghề vận chuyển hoặc là đã gửi xe rồi anh em biết là khi gửi một chiếc xe về là ở ngoài trần xe nó ba gai lắm, nhiều khi nó không cho các bạn bước vô trong đó luôn, để mà coi nó đóng gói luôn nha các bạn. Cho nên là tại sao có những người khách á, người ta chấp nhận bỏ ra tiền triệu để người ta gửi chiếc xe người ta là vậy, chứ không phải là vài trăm nghìn đâu. Đó, cho nên các bạn phải hiểu điều đó giùm mình. Rồi, em cảm ơn các bạn.